Người béo phì khắp thế giới đua nhau truy lùng bí kíp giảm cân từ người Việt Nam và phát hiện ra bí mật này. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, khi nhắc đến những bảng xếp hạng trên thế giới, từ kinh tế, khoa học cho tới quân sự, chúng ta thường tưởng tượng ra một cuộc chạy đua gay cấn giữa các quốc gia, nơi mà quốc gia nào cũng muốn tìm mọi cách để vươn lên vị trí dẫn đầu. Nhưng có một bảng xếp hạng đặc biệt mà ở đó không ai thực sự muốn đứng trên quốc gia khác. Càng chiếm thứ hạng cao trên bảng xếp hạng này, những gánh nặng đặt lên cho họ lại càng lớn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đúng vậy, chúng ta đang nói về bảng xếp hạng dân số béo phì, nơi mà Việt Nam bằng một cách thần kỳ nào đó đang xếp bét bảng, thua cả Lào, Campuchia và một loạt các nước kém phát triển ở châu Phi. Người ta nói Việt Nam là đất nước ra ngõ gặp anh hùng, chứ không ai nói ra ngõ gặp người béo cả. Điều này khiến nhiều người nước ngoài phải tự hỏi, bí quyết của người Việt là gì? Khi quốc gia này được biết đến là xứ sở của bún, phở và bánh mì, những thực phẩm giàu tinh bột lẽ ra phải khiến cân nặng gia tăng. Rất nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra thời gian gần đây, cả các chuyên gia sức khỏe hàng đầu cũng phải vào cuộc để lý giải vì sao người Việt lại gầy đến như vậy. Cuối cùng, họ phát hiện ra một bí mật mà đôi khi ngay chính người Việt cũng ít ai để ý. Vậy bí mật đó là gì? Xin mời các bạn hãy cùng mình giải mã trong video hôm nay. Mới đây, vào Ngày Thế giới Phòng chống béo phì, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố một báo cáo đáng buồn trên tạp chí Equals Lancet. Theo đó, thì số lượng người béo phì trên thế giới đã lần đầu tiên vượt qua cột mốc 1 tỷ. Con số được cho là đáng báo động bởi nó đã tăng gấp 5 lần so với những năm 1990. Nghĩa là kể từ khi thế hệ 9X ra đời là cứ 8 người bạn gặp ngẫu nhiên thì sẽ có một người bị béo phì. Nhưng đó là câu chuyện ở đâu chứ ít nhất cũng ngoài biên giới Việt Nam rồi. Đại dịch béo phì dường như đã bỏ quên đất nước xinh đẹp của chúng ta trong suốt hàng thập kỷ. Cách nhanh nhất để tìm thấy Việt Nam trên mọi bảng xếp hạng béo phì thế giới là nhìn ngược từ dưới lên. Năm nay thì xếp ở vị trí thứ 200 trên 200, một vị trí không tưởng, nằm chốt bảng thế giới trong bảng xếp hạng béo phì với tỷ lệ chỉ có 2,11% dân số. Nghĩa là phải gặp trung bình 50 người Việt thì may ra mới tìm thấy một người béo quá mức cần thiết. Nơi đứng đầu bảng xếp hạng béo phì là Tonga, một quốc đảo thuộc Anh ở châu Đại Dương, nơi có dân số vọn vẹn 100.000 người, nhưng lại có hơn 81.000 người bị béo phì. Nếu tính trên con số tuyệt đối thì Mỹ hiện đang là nước có nhiều người béo phì nhất thế giới, 77 triệu tính riêng cho người ở độ tuổi trưởng thành. Xếp ở vị trí thứ hai là Trung Quốc với 66,5 triệu người béo phì. Ấn Độ ở vị trí số 3 là 47 triệu người. Trong bối cảnh đó, số người béo phì ở Việt Nam chỉ có hơn 2 triệu. Đó là những con số biết nói để cho thấy người Việt Nam ta có mức cân nặng đáng mơ ước đến thế nào khi so sánh với thế giới. Vậy rốt cuộc tại sao người Việt Nam lại gầy như vậy? Các bạn đã bao giờ hỏi câu hỏi này chưa? Dạo có một vòng các diễn đàn quốc tế lớn như là Reddit và Quora, không khó để bắt gặp các câu hỏi liên quan đến chuyện người Việt gầy. Tài khoản Hanh đã đăng tải lên Reddit vào tháng 2 một bài viết như sau. Có một điều tôi nhận thấy là ở Việt Nam, đó là họ có rất ít người béo phì. So với các quốc gia khác xung quanh khu vực, có vẻ như hầu hết người Việt đều có vóc dáng khá mảnh mai. Tôi cứ thắc mắc, tại sao lại như vậy? Ý tôi là họ cũng ăn rất nhiều thực phẩm chứa carbon hydrate đã qua chế biến như là cơm, mì, bánh mì. Người Việt cũng uống cà phê rất ngọt và họ còn uống nhiều bia nữa. Và tôi đang nói đến những người dân thành thị, chứ tôi chưa từng đến vùng nông thôn ở Việt Nam. Nhưng ở thành thị, chẳng có người Việt nào thực sự phải đi bộ. Ngày nào người Việt cũng phải cưỡi xe máy và đi khắp nơi. Vậy bí quyết kiểm soát cân nặng của các bạn là gì? Đề tài này ngay lập tức nhận về gần 200 lượt thảo luận, trong đó thì hàng loạt lời giải thích được cộng đồng mạng quốc tế đưa ra liên quan đến văn hóa, lối sống và thậm chí là gen của người Việt. Trong đó thì có một phát hiện rất thú vị, cụ thể một tài khoản đã viết như sau. Người Việt có tỷ lệ béo phì khá thấp ngay cả khi họ sống ở Mỹ, vì lý do này tôi cho rằng một phần nguyên nhân có thể là do di truyền. Sau khi tìm hiểu thì mình biết được rằng một nghiên cứu trên tạp chí Equal BMC cho thấy tỷ lệ người Mỹ gốc Á béo phì thấp hơn nhiều 11% so với người Mỹ trắng là 35%. Cho dù họ ở trong cùng một môi trường sống, ăn uống giống nhau và phơi nhiễm các yếu tố gây béo phì giống nhau. Tuy nhiên, liệu đó có phải là tất cả lý do khiến cho người Việt Nam gầy như vậy hay không? Không đâu, mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Joseph Farrington, một YouTuber nổi tiếng người Anh, làm việc trong lĩnh vực thể hình và dinh dưỡng cách đây không lâu, đã phải tới tận Việt Nam để tìm câu trả lời cho thắc mắc của riêng mình. Anh chia sẻ trong một video có tựa đề, "Tôi đã tới thăm đất nước có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới." Anh ấy đã đặt vấn đề như sau, "Việt Nam có tỷ lệ béo phì chỉ là 2,1%, điều này khiến tôi rất tò mò muốn biết tại sao con số lại thấp đến như vậy." Video được thực hiện vào mùa hè năm 2022, hiện đã nhận về hơn 4,3 triệu lượt xem, giải thích một lý do đơn giản khiến người Việt gầy từ góc nhìn thực phẩm và dinh dưỡng.
Sau khi đến Hà Nội, thực tế thì đập vào mắt Joey khiến anh ấy vô cùng ngạc nhiên là sự thiếu vắng của các cửa hàng đồ ăn nhanh kiểu phương Tây trên mỗi vỉa hè ở Việt Nam. Anh nói, khi ở Mỹ, mọi con phố tôi đi qua đều san sát là những cửa hàng đồ ăn nhanh đủ mọi thương hiệu, nhưng tôi không thể nói đó là thực tế tại Việt Nam. Chẳng hạn như ở Mỹ có tới 13.673 cửa hàng McDonald's, ở Việt Nam con số chỉ là 17. Văn hóa đồ ăn nhanh của phương Tây, nguyên nhân chính gây ra tình trạng béo phì của họ khi du nhập vào Việt Nam đã gặp phải một rào cản, đó là sự phổ biến của ẩm thực vỉa hè. Dạo qua một vòng quanh phố phường Hà Nội, thứ mà Joey tìm được ở mọi nơi là cửa hàng bán rau và hoa quả tươi. Anh ấy mua dừa từ một quán nước giải khát, dứa từ một xe hàng rong và ăn bánh xèo, thứ mà Joey gọi là bánh taco kỳ lạ, cuộn cùng với xà lát, rau sống, trong giấy trắng là bánh tráng. Tất cả đều là những loại thực phẩm ít calo hơn đồ ăn nhanh tại Mỹ. Hơn nữa thì chúng còn rẻ hơn và được phục vụ nhanh hơn cả các loại đồ ăn nhanh như pizza, hamburger hay khoai tây chiên, thứ mà người Việt phải vào các nhà hàng tương đối sang trọng đối với họ và rồi ngồi chờ đợi. Xpat Nam, một YouTuber khác đã sống hơn 5 năm ở Việt Nam, đồng ý với Joey về điều đó. YouTuber này nói, theo tôi, lý do mà người Việt thon gọn hơn hầu hết phần còn lại của thế giới liên quan đến đồ ăn và thực phẩm của họ. Vào các khu chợ ở Việt Nam, bạn sẽ chỉ thấy toàn là hàng rau củ quả tươi, các loại thực phẩm ít calo. Họ cũng ăn thịt, nhưng tỷ lệ thịt trong các món ăn ở Việt Nam khá thấp. Bên cạnh đó là chế độ ăn cá, những loại cá nạc và chứa nhiều axit béo omega 3. Đây là một chế độ ăn hết sức lành mạnh. Điều này dường như là yếu tố then chốt và quan trọng nhất khiến người Việt Nam có vóc dáng mảnh mai. Mọi nghiên cứu trên tạp chí y học BMG cũng xác nhận điều đó. Chế độ ăn truyền thống của người Việt được coi là lành mạnh, giống như chế độ ăn của nhiều nước châu Á. Chế độ ăn của người Việt chứa ít chất béo, ít thịt, cá, nhiều rau, có sự khác biệt theo vùng và mức tiêu thụ rau cao hơn ở các vùng phía Bắc. Cũng theo một thống kê năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Châu Á, Việt Nam là một nước tiêu thụ rau xanh hàng đầu thế giới. Mỗi năm thì mỗi người Việt ăn trung bình là 142 cân rau xanh. Nếu quan sát kỹ thì các bạn cũng thấy đấy, trẻ em ở Việt Nam được dạy ăn rau từ nhỏ, đôi khi là bị ép buộc. Thậm chí là đôi khi những ông bố bà mẹ Việt thường nói với con cái mình trong bữa ăn rằng thích ăn rau hay ăn tát. Nghe thì như giỡn mà thôi, nhưng mà thật đấy, người Việt Nam rất ưu tiên việc ăn rau. Không dừng lại ở đó, có một bí mật giúp người Việt Nam giữ được cân nặng lý tưởng mà ngay cả người Việt chúng ta cũng ít để ý. Đó là vì chúng ta có thói quen ăn chậm các bạn ạ. Và theo các khảo sát thì người Việt ăn chậm hơn phần lớn các quốc gia khác trên thế giới. Khi chúng ta dành ra một khoảng thời gian dài để ăn thì cơ thể sẽ biết khi nào đã no, sẽ có những tín hiệu hormone từ dạ dày đến não nói với chúng ta là khi nào nên dừng lại. Các nghiên cứu dinh dưỡng ủng hộ văn hóa ăn chậm rãi của người Việt, nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết, những người ăn nhanh hơn sẽ tự đưa mình vào nguy cơ béo phì cao hơn 115%. Một nghiên cứu trên tạp chí Dịch tễ học cho thấy, những người ăn quá nhanh có thể bị béo phì từ tuổi 20. Ngược lại là ăn chậm được chứng minh là có thể giúp tăng hormone cảm giác no, giảm lượng calo ăn vào và cuối cùng giúp giảm cân. Nói như vậy để thấy rằng là người Việt Nam chúng ta ăn uống rất khoa học đấy nhé. Một yếu tố cuối cùng khá thú vị khi nói về cân nặng của người Việt Nam ta. Các bạn có để ý không? Ở Việt Nam mọi người không ngại khi nói đến chuyện béo. Câu đầu tiên mà ai đó có thể nói với bạn sau một khoảng thời gian lâu ngày không gặp đó là ê, dạo này béo thế. Ngày nay thì mọi người hay có cụm từ khá phổ biến là body shaming. Nhưng thời các bà, các mẹ, các cụ ta, việc nói ai đó béo không phải là chế giễu hay chê bai. Đơn giản là nói ra một sự thật và những người bị chê béo sẽ về nhà, soi lại gương và bắt tay vào quá trình tập thể dục hoặc ăn kiêng để lấy lại vóc dáng thon gọn của họ. Ngược lại, đối với trẻ em, việc ai đó nói một đứa trẻ là bụ bẫm đồng nghĩa với béo. Đôi khi được coi là một lời khen, khen một đứa trẻ béo đồng nghĩa với việc là đứa trẻ đó trông khỏe mạnh. Còn với câu dạo này mày ốm thế, giống như là một lời quan tâm hỏi han, ý nói là người đó phải ăn uống nhiều lên để mập mạp lên. Điều này có thể được giải thích từ lịch sử của họ. Trong phần lớn thời gian, Việt Nam đã phải đối mặt với nạn đói và suy dinh dưỡng nhiều hơn là béo phì. Các cuộc chiến tranh với người Pháp và người Mỹ trong thế kỷ 20 đã làm kiệt quệ nền kinh tế của chúng ta. Ngay cả khi đã chiến thắng và thống nhất được đất nước vào năm 1975, Việt Nam vẫn thuộc nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới, người dân thậm chí còn không đủ ăn. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 1976 chỉ là 94 đô la Mỹ. Và ít ai biết, đất nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới ngày nay, trong quá khứ đã phải nhập khẩu gạo đến tận năm 1986. Hệ quả là tới tận năm 1990, khi thế hệ 9X tại Việt Nam được sinh ra. Một cuộc tổng điều tra dân số cho thấy là hơn một nửa trẻ em, 56,5% ở thời điểm đó bị suy dinh dưỡng và thấp còi. Béo phì cho tới tận năm 1995 vẫn là một thứ gì đó hết sức lạ lẫm. Nên đối với riêng thế hệ 9X ở Việt Nam hồi nhỏ, chỉ cần hơi thoát gầy một chút thôi đã được coi là béo.
Béo đối với những đứa trẻ ngày ấy thì có nghĩa là một lời khen, lời động viên. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là bây giờ đã khác, mọi chuyện đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Người Việt Nam cũng đang dần béo lên vì những thói quen ăn uống du nhập từ phương Tây. Vì vậy, nếu muốn duy trì vị thế là quốc gia thon gọn nhất thế giới, thì chúng ta vẫn phải duy trì lối ăn uống khỏe mạnh, đủ chất, hạn chế những đồ ăn gây tích mỡ. Nếu không thì chẳng bao lâu nữa thôi, Việt Nam lại ngoi lên trong top những quốc gia béo phì không chừng. Còn các bạn có suy nghĩ thế nào sau khi xem video này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.